Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em. Thì buổi trước là chúng ta dừng lại ở cái phòng spawn skeleton đây đúng không? Đó. Ok anh em ạ, thì sau khi mà hết cái buổi trước ấy là tôi cũng đã chơi thêm một tí. Đó, tôi đã xây thêm cái đường để đi thẳng lên trên mặt đất rồi đây. Đó, rất là tiện. Và tôi cũng đã mang được nước xuống bên dưới này đây. Đó, để tôi chuẩn bị tôi làm cái phòng farm skeleton anh em ạ. Ok anh em ạ, thì trước khi ở video thì anh em đừng quên like và subscribe với tôi nhá. Nó free nhưng mà nó rất là ý nghĩa đối với tôi anh em ạ. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok anh em ạ, thì là cái phòng farm skeleton này á. Để từ cất tí đồ ra anh em ạ. Phòng này là phòng farm đơn giản thôi, farm bằng tay không ấy, mình farm mình tự đứng mình kiếm mình chém thôi. Đó, thì nó đơn giản là như này thôi. Đó, chả cần phải xem trên mạng luôn anh em ạ, tự xây cũng được. Thì đầu tiên ấy là mình cần phải có đá này. Đây, để tôi xây chắn cái chỗ này lại anh em ạ. Đó, chắn nó lại này. Đây, mình để ra một cái lỗ hở như này anh em ạ. Đây đi, một cái lỗ hở ở đây đi. À, không được, không được, không được. Một cái lỗ hở thì nó phải đối diện với cái cục spawn ấy. Đây các bạn ạ, phải là cái lỗ hở này. À, skeleton thế là nó sẽ bị tụt xuống bên dưới này này. Thì mình đã đào một ô xuống bên dưới này. Skeleton thì tôi đặt nước ở hai bên đây các bạn ạ. Tôi đặt nước ở đây này. Và đặt thêm nước ở đây nữa. Đó, nó chảy và nó đủ skeleton xuống cái này. Đó. Vậy thì để tôi nghĩ tí anh em ạ. Rồi rồi anh em ơi. Đấy, xong một lúc tính toán suy nghĩ là tôi tính được rồi anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ thế này anh em ạ. Vậy chúng ta làm một cái hopper nữa. Một cái hopper. Hopper là mình đây này, thì mình cần cái phôi sắt là được này. Đấy, nó giống như làm cái ấy này. Ơ, không phải à? À, hopper là mình cần cái rương đúng không? Cái rương nữa. Phễu đúng không? Đây rồi. À, mình đặt thế này à? Ok. Đó, hopper này là mình sẽ nối nó xuống cái rương anh em ạ. À, và bây giờ mình phá cái này đi, mình phá cái ô bên dưới đi, mình đặt cái rương bên dưới anh em ạ. Đó, thì là khi mà cái bọn skeleton nó chết ấy, thì là cái xương và cái cung tên của nó sẽ rơi xuống dưới cái rương ở dưới này. Phải làm thêm hai cái rương nữa. Đây, còn gỗ đây à? Đây. Ngon quá. Một. À, mình như là tôi có một cái ở trong này sao ấy. Ơ đưa. Nhầm à? Ok. Đấy, hai cái. Đấy, đặt như vậy anh em ạ. Xong rồi mình sẽ đặt cái này này. Xong rồi thì mình sẽ phải chắn lại này anh em ạ. Đó, để cho skeleton nó không đánh vào mình anh em ạ. Tấm này nữa, đó. Thế này tôi nghĩ chắc là được rồi đấy nhỉ. Xong mình lấy đồ mình, mình lấy đồ mình phải phá cục cái nữa này. Đó, mình lấy đồ mình cứ vào đây mình lấy thôi. Ừ, cũng được, yeah, hợp lý đấy. Được đấy các bạn, xong rồi. Bây giờ ấy là tôi chỉ cần chạy vào và tôi phá cái nước cái rồi các bạn. Nhầm, tôi vào. Tôi chạy vào tôi phá cái đuốc cái chứ, sau đó thì tôi đổ nước anh em ạ. Đây anh em ạ, thì chúng ta phải làm nhanh anh em ạ. Đầu tiên phá một cục tre này, đặt cái cây cục tre này này. Đó, thì nếu mà anh em mà đặt một cái cục slab ở trên này thì bọn skeleton chúng nó không spawn được lên trên này, bởi vì kiểu lấy cục này thì nó có một nửa đó mà, nên nó không spawn được cái kiểu là game nó vậy. Đó, chúng ta đặt cái này này. Đấy, xong tại múc nước chúng ta đặt tiếp anh em ạ. Nhanh nhanh chứ không skeleton spawn ăn, nó bắn chết mình đấy. Rồi. Phá hết cái nước này nhá. Còn nó có chỗ này nó không phá được à? Từ anh ạ, từ anh ạ. Đặt vào đây nữa này. Úi dồi ôi. Nó spawn rồi anh em ạ, từ từ nhanh. Chết rồi, tôi đặt nhầm một cục ở đây rồi. Rồi. Ra ngoài các bạn. Ok rồi. Rồi các bạn, rồi. Xong rồi. Để tôi xem thử xem nó hoạt động
ngon nghẻo chơi các bạn. Nào, spawn lên đi mấy bạn này. À, ngon đấy các bạn. Có vẻ là chúng nó rơi xuống đúng cái lỗ này luôn anh các bạn. Đấy, hợp lý không anh em này? Chắc xem được không ạ? Đấy, ngon ngay. À, quá ngon này các bạn. Máy farm quá đơn giản mà quá hiệu quả. Đấy. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi ôi đấy các bạn. Đấy, rất là ngon anh các bạn. Để khi nào ấy, thỉnh thoảng tôi rảnh, tôi vào chỗ này tôi farm. Ăn tí bánh mì. Tôi hết thịt nướng rồi à? À đây con này. Ủa ôi đông nhở. Đông đấy. Hát to mà. Ấy chà. Đau. Đau. Đấy. Bọn này vô dụng rồi anh em ạ. Bọn này vô dụng rồi. Ủa ôi ngon nhờ, mình xuống cái này để mình nhận được kinh nghiệm. Đấy. Ok anh em nhá. Đã hoàn thành được cái máy farm rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi lên trên thôi anh em ạ. Để tôi mang vài cái đồ quan trọng lên trên. Sợi chỉ quan trọng này. À, lò nung cũng cần này. Lúa cũng mang đi đi. À, thôi. À, cái nào cất được thì cất ở dưới này đi các bạn. Táo vàng cất đi này. À, đĩa nhạc cầm lên à. Ngọc xanh này cũng cần này. Mình cất cái cục đá đi đi. À, mang cái ngọc lục bảo đi. Thì từ từ uống nước này, ngọc tôi khát nước quá. Rồi rồi anh em ạ, rồi rồi. Mang thêm cái da đi anh em ạ. Mang cái da bò đi, quan trọng đấy. Đấy, farm thêm tí rồi lên này các bạn. Úi dồi ôi, đồng thế. Xương của chúng ta đây anh em. Thì tôi đã tính rồi anh em ạ. Rất là may là chúng ta có cái máy farm scatter đấy anh em ạ. Là chúng ta có thể làm được cái bột xương ấy anh em. Đó, một khi mà chúng ta làm được cái bột xương ấy, là chúng ta có thể làm cho cây nó lớn nhanh hơn anh em ạ. Đó, và lớn nhanh hơn là mình sẽ đi đổi với những anh dân làng ấy. Đấy. Cái lúc mà mình đổi ấy, thì mình sẽ có được ngọc xanh rồi. Quá ngon anh em ạ, quá ngon. Để tôi lấy xương luôn anh em ạ. Tôi lấy đồ này luôn. Đấy, ngon quá. Xương và tên của mình cũng có khá nhiều rồi. Mang cái craft theo A không? Tôi có một cái mà, tôi cứ để một cái ở đây đi. Yeah. Rồi, đi lên thôi anh em ạ. Thì tôi thật với anh em là buổi này tôi tính xây nhà. Thật sự tôi tính xây nhà anh em ạ. Nhưng mà anh em biết tại sao mà, nhưng mà tôi không tính xây luôn cho buổi này anh em ạ. Vì trước là tôi mới tính toán lại anh em ạ. Tối chưa? Sắp tối rồi. Ủa con zombie kìa. Con zombie này đúng không? À đây đây. Ô oh! Đây là một con zombie ấy à? Đâu rồi? Đây là một... Ủa ôi, có Reaper. Thôi 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 thôi. Ủa ôi, em chào anh zombie dân làng. Em chào anh. Ủa ôi. Ê, đi vào đây kìa. Đi vào đây. Anh chết cháy bây giờ. Rồi rồi rồi. Ơ. Ơ. Cái gì vậy lát à? Trời ơi. Rồi 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 rồi. Các bạn sống rồi, sống rồi. Zombie dân làng này là sau này là chúng... Ủa, thôi anh em ạ, thôi anh em ạ. Xử đi anh em ạ. Tôi tính giữ nó sống để sau này tôi chữa bệnh cho nó. Nhưng mà kệ đi, không cần đâu. Để tôi tìm lại em ngựa và hai em mèo của tôi nào. Thì hôm nay anh em ạ, chúng ta sẽ xây một cái hầm trú cho dân trước anh em ạ. Đó, bởi vì là cái thế giới hát còi nó nguy hiểm lắm anh em ạ. Đó, xây hầm trú cho dân trước. Với cả là tôi cũng muốn trao đổi với dân làng đã anh em ạ. Bởi vì là cái nhà mà tôi sắp xây ấy nó to lắm. Vứt ra. Đấy, cái nhà tôi sắp xây rất là to anh em ạ. Nên là nếu mà tôi mà trao đổi được với dân làng mà tôi mà có được cái rìu hay là cái xẻng để mình đào cát ấy, hoặc là mình chặt cây mình chặt nhanh hơn đấy. Đó, thì mình sẽ xây nhà nhanh hơn. Nên là tôi quyết định là tôi xây nhà cho dân làng trước. Tất cả là mình có phải bảo vệ dân làng trước đúng không? Đó.
Đấy thì anh em có thể thấy là mình đi ngựa thì nó khá là nhanh, nó không giống như là mình đi ấy đâu, nhanh hơn lừa đấy. Mình đi đường vòng cho nó đỡ phải bơi các bạn. Ồ, ở cái nhà tôi đâu ta? Hơ, ở đây à? Cái nhà tôi ở khoảng này đúng không? Ủa ơi, ở đây đúng không? Đây này, có đúng không? Có đúng không? Hình như mình đi hướng này mà, tôi nhớ mình đi hướng này mà. Đâu rồi? À đây này đấy. Ôi rồi ôi, ấy, ôi ôi, toát cả mồ hôi các bạn. Toát cả mồ hôi. Rồi ôi. Ăn tí vậy. Ai? Thì anh em có thể nhận ra đó là cái con ngựa này nó không có cái ô để cho mình để cái đồ đúng không? Đó, nó không giống như xương đó. Đấy, nếu mà mình mà cưỡi lừa ấy, xương đấy á, thì mình có cái ổi mình để cái đồ. Nhưng mà ngựa thì nó không vậy anh em ạ. Tôi nhớ là trong cái làng này nó có cái chuồng để cừu vào ta. Để tôi để em ngựa của tôi vào đấy anh em ạ. Cái cha rồi mà đóng cái cửa vào đây anh em ạ, chứ không zombie vào đâu nhỉ. Tôi nhìn thấy nó có một cái nhà nó mở cửa mà. À, chắc tôi nhìn nhầm anh em ạ. Chắc tôi nhìn nhầm rồi. Ôi, rồi ôi, giật cả mình. Nhảy lên ngựa ấy. Ủa ôi, nhảy cao thế. Đây này, cái nhà này. Anh cho em vào cùng cái anh. Để nó phá cái này đi, cho ấy vào anh em ạ. Vào đi em lợn, em ngựa ấy. Rồi. Vứt cái này ra để mình xây lại. Đi vào trong em ấy, đi vào trong em ấy. Trốn à? Ủa ôi, nó làm lắc luôn cái cục này của tôi rồi. Ơi, vào trong em cừu ơi. Cứ kệ em cừu đi, em cừu mà em ra ngoài cũng được các bạn. Rồi. Ok các bạn, đầu tiên là tôi sẽ phải xây một cái hầm chứ anh em ạ. Bởi vì là thật là các anh dân làng là các anh ấy có nói với tôi rồi. Vì là kiểu là các anh ấy cũng phải tâm sự với tôi ấy. Đó là các anh ấy bảo đó là mày chơi cái gì mới đi mà chơi hardcore, mày làm bọn tao sợ lắm. Bởi vì là zombie nó khỏe. Nên là các anh ấy đòi tôi là mày phải làm sao để mày làm cho bọn ta an toàn chứ. À, thì à, tôi cũng nghĩ rồi các bạn, đó là mình nên xây một cái băng cơ các bạn ấy. Xây một cái băng cơ cho những anh dân làng để những anh sống ấy các bạn ấy, nó an toàn hơn anh các bạn. Chứ anh em thấy sống trong mặt đất nguy hiểm lắm. Đấy. Đấy, vậy nên bây giờ tôi sẽ đào đất và tôi xây cái băng cơ các bạn. Ok các em nhá. Anh em đợi tôi tí để tôi xây nhá. Rồi rồi anh em ơi. Rồi rồi anh em ơi. Xong anh em ạ. Từ từ tôi đi múc tí nước đây anh em ạ. Ok rồi. Đây anh em ạ. Đó. Tôi xong cái hầm cho anh em ở đây này. Đấy. Đấy. Đào xong rồi đấy. Đào chắc tầm 20 phút. À. Chứ mà cũng không lâu lắm. À, thì đây tôi đặt nước cái này anh em nhá, là cũng có mục đích cả đây các em. À, từ từ đã, tôi đợi đêm rồi tôi đi ngủ cái đấy các bạn. À, bây giờ là tôi sẽ đưa dân làng xuống dưới hầm trú ẩn anh em ạ. Ấy, thế giới tận diệt, chúng ta phải đưa con người xuống dưới lòng đất để sống anh em ạ. Bởi vì trên trái đất có quá nhiều quái vật anh em ạ, quá nhiều. Đi thôi các anh ấy. Em xây xong hầm cho các anh rồi anh ấy. Đi xuống anh ấy. Ngồi lên anh ấy. Ngồi lên. Ngồi lên. Lỗi quá nhở. Ngồi lên rồi. Đây này các bạn. Đặt nước ấy là để khi mà tôi rơi xuống ấy, tôi sẽ khỏi mất máu. Quái nào mà anh dân làng thì anh lại bị mất máu à? Để tôi phá cái ấy cho anh ra anh em ạ. Không biết là anh ấy có tăng giá không? À không không, may quá. Tôi làm anh ấy mất máu nhưng mà anh ấy không tăng giá đổi đồ tôi à. May quá. May là không tăng đấy. Rồi các bạn, chúng ta tiếp tục mang thêm vài anh nữa xuống các bạn. Anh ơi, đi kìa.
Ok các em nhá. Anh em đợi tí nhá. Ok các em, thì tôi có vẻ tôi đã đưa hết dân làng về rồi đấy anh em ạ. Thì anh em có thể nhìn thấy là bây giờ trời cũng tối rồi, tôi mất luôn một ngày trong Minecraft để làm chuyện đó đấy. Ok anh em ạ, thì anh em có thể nhìn thấy là buổi đêm ở trong sa mạc khá là đẹp đúng không? Tôi đứng tí cho anh em nhìn sao rồi. Đẹp đúng không? Quá đẹp anh em ạ. Thế nhưng mà đứng tí thôi anh em ạ, chứ không quá ra chết tôi đây anh em ạ, đi ngủ cái. Rồi. Nguy hiểm lắm anh em ạ. Đây, để tôi xuống cho anh em xem thử xem mà tôi có bao nhiêu dân. Nhiều lắm. Đâu rồi, đâu rồi? Thì tôi nghĩ là hết rồi đấy, bởi vì tôi cũng chạy xung quanh đây, tôi cũng chạy xung quanh mấy cái căn nhà này cũng vài lần rà soát rồi, hết rồi đây các bạn. Ui dồi ôi, nhiều không các em? Ôi dồi ôi. Đây. Và tôi không hiểu là bằng cách nào mà anh Golem anh lại ở dưới này các bạn. Tôi không hề đưa anh xuống nhá. Tôi không hề đưa anh xuống đâu. Ok các bạn. Thì vừa nãy cái lúc mà tôi phá cái thuyền, cái lúc mà tôi đưa mấy anh xuống xong rồi thì tôi phải phá cái thuyền ấy, là tôi cực kỳ sợ đập vào mấy anh ấy nha anh em nhá. Bởi vì đập vào mấy anh ấy rồi anh Golem đánh vả mình cái là mình đi bụi luôn anh em ạ. Và may mắn là tôi không có đập vào mấy anh ấy anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ tôi sẽ phải bèo tôi cất một chút đồ. Đó. Thì tôi phải làm cái phun đồ quá anh em ạ, phun đồ quá. Mình sẽ làm cất một chút đồ anh em ạ. Sau đó thì tôi sẽ phải mang mấy cái giường của mấy anh ấy ở bên trên kia xuống dưới này để cho mấy anh ấy còn nằm ấy các bạn. Đợi tí anh em ạ. Ok anh em nhá. Rồi rồi anh em ạ. Tôi nhận ra là trong làng này có khá là nhiều anh làm nông dân và làm map anh em ạ. Khá là nhiều bàn làm map và nhiều bàn và nhiều cái thùng ủ phân. Khá là nhiều. Ở đây có A con này. Full đồ rồi. Để tôi cất tí đồ vào trong cái rươi anh em ạ. Tôi cất mấy cái đồ lung tung vào trong này. Cát này. Hạt giống này. Gậy này. Mình lấy nốt mấy cái giường này. Xuống để cho mấy anh ấy nằm anh em ạ. Rồi. Còn không? Hết rồi đây các bạn. Hết rồi đây. Rồi. Ok các em ạ. Chúng ta xuống thôi. Ủa. Tôi quên này các bạn. Tôi quên là tôi múc nước đây rồi. May các bạn. Cũng may là thấp đây các bạn. Không mà tôi đi bụi đấy. Rồi ôi. Ok các bạn, chúng ta sẽ để để anh cái nằm cái này đi các bạn. Chúng ta cho một anh được vinh dự nằm cạnh cái giường ấy. Rồi. Được nằm cạnh cái rương chứ. Rồi ôi. Đẹp nhỉ. Đấy. Sắp xếp sang màu cho đẹp anh các bạn. Rồi. Đấy, màu này. Rồi. Đó. Nãy là tôi còn ăn cắp cả hộp nghề của mấy anh ấy đấy anh em. thùng ngủ phân và đá mài để hóa ra cái này là đá mài à, bây giờ tôi biết luôn. Ok thì hộp nghề của mấy anh ấy thì chúng ta để ở một góc đi, đứng tránh ra cái anh ấy đây các bạn. Thì nếu mà mình muốn mấy anh ấy đứng tránh ra ấy, mình mà đánh mấy anh ấy là Golem nó vả mình chết, nên là mình cứ dùng nước anh em ạ. Đó thì mình sẽ đẩy cho các anh ấy đi xa. Ok các bạn, tôi đặt hộp nghề cho mấy anh ấy các bạn. Đá mài này, map này, thùng ủ phân này. Đừng tránh ra mấy anh ấy. Đừng tránh nhá, cho em đặt đấy. Đồng với anh ơi. Rồi. Đấy, lùm mất kìa, đấy. Đấy, tất cả các anh ấy đều có nghề hết rồi đấy các bạn. Thì bây giờ ấy là tôi rất là muốn những anh này sinh thêm anh em ạ, sinh thêm con đó. Có được không? Được luôn. Ok các bạn, thì bây giờ mà mình muốn mấy anh ấy sinh thêm con đây các bạn, thì chúng ta phải có một mảnh ruộng ở dưới này. Bởi vì là mấy anh ấy mà muốn sinh con này thì mấy anh ấy có một cái khá là hay, nó giống như cái tập 33 mà anh em xem của tôi đấy. Đó là mấy anh ấy cần thừa dược này đó,
cần có thêm một cái giường này để cho thằng con nó nằm đấy, và cần có đồ ăn đấy anh em ạ. Đó, vậy nên bây giờ chúng ta sẽ làm một cái mảnh ruộng ở bên dưới này để cho anh farmer anh ấy còn làm ruộng chứ. À, làm cái gậy này. À, đá tôi rồi. Đấy, tôi lấy đá tôi làm cái cuốc của tôi ấy. Tự nhiên có anh golem thế này anh em ạ. Đấy, chả hiểu bằng cách nào anh em ạ. Đây các bạn, tôi sẽ làm một cái mảnh ruộng nhỏ ở đây. Quên. Đào đi đã. À, mảnh ruộng 3x4 đi nhỉ. 3x4 đâu ông ta? 3x4 đi anh em ạ, đủ rồi đấy. Được rồi, lấy thế nào. Hay là 4x4 nhỉ? Thôi 3x4 đi. Tránh ra anh ấy, từ từ để em xây ruộng cho anh ấy. Lên kia anh ấy. Đi lên kia anh ấy. Rồi. Ok các bạn. Thôi, thêm ô nữa đi. 4x4 đi cho đẹp đấy các bạn. Rồi. Ấy. Nào anh, rồi. Ok. À, bây giờ chúng ta làm này. À, từ từ anh các bạn. Tôi còn để cái chỗ nước á, đúng không? Đây, để nước ở đây đi cho đẹp. À, nước đâu? Rồi. Hợp lý luôn anh em ơi. Trời ơi. Đấy. Hầm trú ẩn anh em ạ. Ôi giời ơi, quá tuyệt anh em ơi. Mấy anh đừng có dám hỏng ruộng nhá. À, bây giờ tôi đã lên và tôi lấy hạt giống và tôi xuống tôi ấy vào cái ruộng này. Tôi múc tí nước anh em ạ. À, múc tí nước đã. Tôi nhận ra là cái làng này giàu lắm anh em ạ, toàn ruộng. Giàu kinh khủng. Đấy, rồi ôi, đủ hết các loại hạt giống luôn anh em ạ. Hình như là không có cà rốt hay sao ấy. Hình như là mấy anh chỉ thiếu cà rốt thôi. Còn lại là mấy anh ấy có đủ cả rau dền luôn nhá. Mà để tìm được cái rau dền là khó phết đấy. Khó phết đấy, hiếm mà. Cái chuông, à đúng rồi. Các anh này là các anh cũng thích chuông mà. Để tôi mang thêm cái chuông xuống cho các anh ấy. Nào phá đi, à đấy. Cái này là gì đây? Cái này là vừa nãy là nó có cái hạt giống nhỏ nhỏ đây mà. Vì sao tôi phá đi mà nó không rơi ra à? Tôi thấy cái hạt giống ấy là lạ anh em ạ. Hình như là cái hạt giống loại gì ấy. Chắc là loại mới. Chắc là một loại gì đó mà tôi chưa biết anh em ạ. Kệ đi. Cái gì đây? Cái này này. Hình như là hạt giống dưa hấu sao anh em ạ? Hình như là dưa hấu. Sao đợt này tôi không thấy mèo quá nhở? Vì sao mà tôi không thấy mèo ta? Trước có nhiều em lắm mà. Tôi không thấy em mèo ba màu của tôi đâu nữa. Rồi anh em ạ. Đấy, cũng sắp tối rồi. Tôi xuống rồi tôi ấy cái xuống rồi tôi trồng ruộng cho mấy anh cái. Anh golem đang chịu khó ở trên này anh nhá. Anh nhá. Em ở dưới này. Ui tôi lại quên anh ơi. Ui anh em thấy mấy anh ấy nằm ngủ trong cái yên bình không? Đấy, yên bình anh em ạ. Quá yên bình. Để tôi cắm tí đuốc anh em ạ. Mà thôi, à cũng được, cắm tạm đi. Sau này mình sẽ trang trí cho đẹp hơn, thì mình dùng cái lantern cho đẹp hơn. Thì ở đây anh em ạ, chúng ta cho bằng này củ rèn thôi. Còn lại là cho lúa đi, bởi vì lúa quan trọng anh em ạ. Chủ yếu là các anh ấy dùng lúa đấy, chủ yếu là các anh ấy ăn lúa để các anh ấy sinh sản được. Đấy. Tôi là phải ngủ cao hơn chứ đúng không? Tôi vua mà. Tôi chủ nhà tôi phải ngủ cao hơn chứ. Thôi, ủa ơi, nó còn quá. Sao? Chào các thần dân. Xuống anh ấy. Rồi, mất dậy thật. Thằng này. Đùa thôi anh em ạ. Anh vui lời mà anh mới nhìn tôi với ánh mắt gọi là cực kỳ sắc bén anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ tôi sẽ lấp cái chỗ bên trẻ lại anh em ạ. Anh em đợi tôi tí nhá. Rồi anh em ơi. Rồi xong rồi. Ôi đấy, lại đẹp như mới anh em ạ. Hầm trú ẩn. Tôi có cái chắp đo không ấy nhỉ? Tôi ấy cái này vào cái nào. Chắp đo, mà cái chắp đo tôi nhớ là tôi có một cái nhưng mà tôi lỡ để ở dưới cái chỗ farm scatter nói. Thôi làm cái mới đi mình giàu mà đúng không? Rồi. Đấy, sắp xong rồi.
Rồi ôi, quá đẹp anh em ơi. Đẹp quá anh ơi, làm gì à? Anh nhờ. Trời ơi, anh nhờ. Chủ ảnh với anh cái các bạn. Qua đây anh em ơi. Đấy. Chào anh. Sao anh nhìn em ra, anh phải nhìn vào máy ảnh ấy đúng không ơi? Anh quay mặt vào máy ảnh anh ấy. Anh ơi. Rồi, cô lầm thái độ lồi lõm sao đây các bạn. Ok anh em ạ. Đấy. Ok anh em ạ, thì bây giờ là đấy. Tôi sau khi mà tôi đã có được cái gọi là cái base như thế này này. Cái base cho dân làng, thì bây giờ chúng ta sẽ cần có một cái nữa anh em ạ. Đó là anh em xem cái hardcore, series hardcore trước của tôi chắc anh em biết đúng không? Đó là tôi tốn rất là nhiều thời gian để tôi đi chặt cây, để tôi đi đổi đồ ấy đúng không? Rất là nhiều thời gian anh em ạ, rất là nhiều. Để từ từ tôi ấy đã anh em ạ. Cắm cái đuốc kém nào. Cắm cái đèn lồng á. Vậy nên là tôi đã có một cái ý tưởng nữa anh em ạ. Một cái ý tưởng khác để tôi không phải mất thời gian nhiều như vậy anh em ạ. Thứ nhất ấy là mình đã có được cái skeleton farm để mình có được ấy rồi đúng không? Đó là mình cũng đã đỡ được khá ở đây đúng không? Đó. Skeleton farm để mình có bột xương. Bột xương là mình có thể làm cho cây trồng nó lên nhanh. Cây trồng nó lên nhanh là mình có thể chết được với những anh farmer này. Đấy, đấy, 20 lúa là được một lọc cái này đó, khá là ngon. Đó. Cái đấy là một cái mà nó cái giúp, nó sẽ giúp tôi có thể chết được đồ mà tôi không cần phải chặt cây nhá. Một cái nữa anh em ạ, đó là tôi sẽ làm một cái máy farm mía anh em ạ. Đó, bởi vì nếu mà tôi mà có máy farm mía ấy, thì tôi sẽ từ từ cắm ở đây đúng không? À đúng rồi đúng rồi. Nếu mà tôi có máy farm mía anh em ạ, thì tôi sẽ có thể chết được giấy với các anh làm map. Đâu các anh làm map đâu rồi? Đây. Chào anh. Đấy, 24 giấy là được một cái ngọc lục bảo đó. Thì với hai cái máy farm là mình có thể đỡ phải đi chặt cây rồi đúng không? Ok các bạn, thì bây giờ tôi sẽ đấy, tôi đã xong cái đèn lồng rồi, khá là đẹp rồi. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Đấy, phá cái đuốc đi. Đuốc kém sạc em nhỉ. Tại nãy còn dùng đuốc. Ôi, từ anh ạ, phải cẩn thận. Ôi, tránh anh ngồi lớn này. Chẳng mẹ đánh yêu anh Golem cái là mình cũng toang đây các bạn. Có anh Golem, anh ấy đi ở dưới này nó làm tôi không dám hó hé gì với các anh dân anh em ạ. Không dám bố láo với các anh luôn. Ở các anh dân thì các anh chùm quá. Đặt cái chắp đo vào đây các bạn. Này, ủa ai đẹp quá nhỉ. Được. Hợp lý luôn. Rồi. Ok các bạn. Đặt cái này ra luôn đi. Đặt cái này ra luôn. Hộp nghề cho mấy anh luôn. Rồi anh các bạn, bây giờ chúng ta sẽ phải đúng rồi, cái chuỗi cái này à, bây giờ chúng ta sẽ phải đi xuống dưới hang động anh các bạn à. Ôi dồi ôi, các anh dân làng là các anh thích chuỗi lắm anh các bạn à. Bây giờ chúng ta phải đi xuống dưới hang động để chúng ta có được cái redstone anh các bạn. Đó, chúng ta phải cần cái redstone thì chúng ta mới làm được cái máy farm mía. Ok anh em ạ, anh em đợi một tí rồi tôi cất đồ rồi thì chúng ta cùng xuống dưới hang động nhá. Ok anh em ạ, tôi đã xong, tôi đã chỉnh xong đồ ở đây các bạn đó. Đấy, cất nốt cái bạc cái đi là được này. Rồi, xong rồi anh em ạ. Thì anh em đấy, thì anh em có thể thấy là đấy, các anh dân đang ngủ rất là yên bình anh em ạ. Cái đó là gì, giường của anh à? Thôi rồi, tôi ngủ cạnh các anh ấy nhỉ. Đấy, đấy nằm cạnh, nắm tay nhau anh em ạ. Đấy. Anh chỉ ôm em ngủ sao anh không làm gì đâu. Ok. Ok anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đào hầm để đi tìm cái redstone anh em ạ. Tôi sẽ đào ở đây đi. Đây tôi đào mà đào rất là hơi nguy hiểm đúng không? Ok ok, không sao không sao không sao. Đào luôn đây đi. Tôi sẽ làm thêm một vài cái cửa sập nữa. Làm thêm một cái nữa là được rồi. Ok các bạn. Đó, chúng ta đào xuống này đây. Ừ cũng được, cứ đào đi. Chúng ta sẽ lấy cái thang nha các bạn. Cái thang ra để thực ra tôi chỉ cần 3 cái thôi.
một ơ một cầm cầm vào đi, một hai ba rồi à. Đấy, ui rồi, ok các bạn ạ. Rồi may là bên dưới nó không có cái rãnh ấy nhờ, chứ lại thụt mình xuống phát nó giống như hồi trước cả thốn lắm. Rồi ok các bạn, đấy bây giờ tôi sẽ cứ thế tôi đào thôi. Đấy đây, bây giờ tôi sẽ cứ thế tôi đào chéo thôi, chả có gì đâu. Đây này, sáng nhỉ, đẹp phết. À, đấy cứ đào cái này thôi các bạn. Ok các bạn, khi nào tôi tìm thấy redstone thì tôi sẽ quay lại với anh em nhá. À ok anh em ơi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, thiệt. Thì tôi không hiểu là tại sao tôi đang đào thì tự nhiên tôi gặp một cái hang động anh em ạ. Tôi đang đào thì tôi gặp một cái hang động, đang đào ở tầng 1 đây này. Đây này, nó ấy tầng 1 đấy, tôi vừa mới đào ở đây thôi. À, tôi không hiểu đấy, tôi vừa đào ở đây sau tôi gặp một cái hang động anh em ạ. Để tôi đi lên tôi gặp thử rồi tôi tìm thử xem có cái gì hay không. Chỗ kia sáng sáng ấy, không biết là có ấy không, không biết có redstone không, nhưng mà tối tối ghê ghê anh em ạ. Rộng phết nhở, rộng đấy. Ôi hầm, ôi hầm mỏ bỏ hoang em ơi, ngon quá, được quá. Tôi tiếng nhện anh em ạ. Được quá, được quá, nhưng mà từ từ đã, từ từ đã. Mình đi tìm redstone trước anh em ạ. Tôi đang muốn xây máy pha mía trước mà. Đấy, xong đã, xong đã, rồi đi hầm mỏ bỏ hoang sau anh em ạ. Ủa nhẹ, ôi, đi bao ôi, từ từ anh em ơi, từ từ, tôi run tay quá. Ôi chó này, mày giật cả mình anh em ạ. Creeper nó đột kích tôi anh em ạ. Quá là ghê anh em ạ. Nó y như trong cái tập 33 luôn anh em ạ. Creeper nhảy từ trên xuống với căng như rồi. Holy shit, cái bọn Creeper nó thành tinh rồi anh em ạ. Trời ơi, tôi run cả tay luôn. Ok ok anh ơi, an toàn, vẫn an toàn, vẫn an toàn. Tôi vẫn chờ chặt cua anh em ạ, may quá. May quá, để tìm cái redstone anh em ạ. Sket, ủa ôi, bắn chuẩn thế. Đồng người ta. Úi dồi. Úi dồi. Mày bắn đi. Mày bắn. Mày bắn đi, rồi ôi. Easy game anh em mày. Bây giờ là phải vừa đi vừa nhìn trên trời các em ạ. Nhưng mà Creeper là bây giờ, chứ mà những con Creeper là bây giờ chúng ta có những cái có những cái skill khác rồi anh em ạ. Chúng nó không còn nữa. Ôi giật cả mình anh em ạ. Lúc nào mà tôi bị con skeleton bắn là tôi cũng đều bị giật mình nhá. Mày đánh lén là mày không thấy nhục à? Đào vàng đấy anh em ạ. Rồi, ngon quá, được chút vàng. Ok các bạn, rồi, tốt quá. Mong là được cái ngọc lưu ly và thêm cái redstone nữa. Có gì ở đây không? Quậy đường cụt đây các bạn. Cụt rồi, đào chút bạc đây các bạn. Rồi, biết đâu mình đang đi tìm cái redstone chốc mình lại tìm được diamond đấy các em nhờ. Chốc tìm được kim cương à. Rồi ôi, vậy thì may mắn quá nhỉ. Yeah. À, vừa nãy là tôi đi đường này đúng không? Ok. Đấy, tranh thủ đào chút bạc nha, bởi vì là cái máy farm đấy của mình là mình cũng cần có mấy cái hopper đấy.